À, giống này giống đại thơm phải không anh? Ừ. OM hả? Tưởng là đại thơm. Này OM 18. Cái này là anh đi mấy cửa phân ha. Cái này là mấy cửa phân. Là một cử 10 kg hay nhiêu ký anh? Gì hả? Đây là mới hai cửa phân. Hai mấy ngày chưa? Này khoảng nhiêu ngày? Tháng hả? Lúa này cũng tháng rồi bà con ơi. Mà mới hai cửa phân à, tháng mới hai cửa phân mà tốt đi nè. Đất hai vụ nha bà con, đây đất hai vụ này OM 18. Vậy ha, vậy ăn đợt 10, đợt 15 ha, cũng như có cái hoặc là ăn đợt mười mấy ký vậy. Cái này là tính ra hai cử là hai công khoảng 25 ký đó. Tính ra một cử 12 ký rưỡi đó bà con. Đất hai vụ thì rất là tốt. Cái này xịt ngừa bệnh luôn. Đất hai vụ rất là bệnh. Ở đây còn phèn gì không anh? Hết rồi. Hết phèn ha. Đây anh đang pha thuốc rồi. Pha sẵn là vô chai cho ông chai chai vậy. Pha vậy đó giờ xịt thấy có tác dụng vậy mình sợ nó bị tác dụng thuốc với nhau mắc các thuốc á. Ừ. Thuốc đậm đặc. Chứ pha ví dụ pha bây giờ ta pha chế cho rồi chứ giờ pha mà pha riêng với chai này chịu nổi hai mai cho nổi. Này là mấy loại ha, tổng cộng mấy loại, ba cũng loại nhưng ba có cùm cát nữa, có xài cùm cát không? Cùm cát không không ba loại nữa là ngừa bệnh rồi. Thằng này với thằng này với thằng này viên chai ha, ba này đây là luôn tháng ngừa bệnh. Đây là Idojule 75kg, này hoặc chất là chất Chichiglaure, đây là đô ôm, hoặc chất đô ôm nè bà con. Chất Chichiglaure 75% và chất Fuya 25%. Đây là đặc trị bệnh đô ôm. Đây là đô ôm vi khuẩn luôn ha. Đây là đặc trị bệnh đô ôm trái lá, lúa vô nấm. Đây là đô ôm, đây gói 100g. Này của con nào ta? Này của con đồng xanh mà con. Hướng dẫn sử dụng. À, hướng dẫn sử dụng là nó kêu 0,2kg trên pha 12g bình 25 lít. Vậy đặng gói này sử dụng tới mấy bình nữa hết ta? 100g này một gói sử dụng cho 4 công. Gói 4 công. Ba nhưng mà anh xài 3 gói là 10 công. À. Đây là anh xài 3 gói 10 công mà con. Như xài đậm á. Như theo đúng theo cái liều lượng nó khuyến cáo nè. 12g, 12g trên bình 25 lít thì đây con có thể là xài 15g, 15 15 30 6 bình. Con có thể xài 6 bình là một gói này có thể 7 bình. Đó. Gói này có thể 7 bình. Này tới 100g lận. Cho gói 15, 6 gói nó 90 rồi. Cái kia cũng như nửa bình nó đi cũng như 6 bình rưỡi cũng như tính 7 bình đó bà con. Nếu đúng liều lượng đó là gói này bà con xài được 7 bình ha. Thì liều lượng nhau khuyến cáo nó ra vậy thì bà con mình xài đúng theo vậy thì cũng ok ha. Nhưng mà lúa nặng thì bà con mình tăng lên 15-20g. Gói này có thể là 5 bình. Nếu mà còn chia 5 bình, 4 bình cũng được ha. À, đây là đối với đậu ôm. Kế tiếp thằng này là Vitadan 95kp. Vitadan 95kp này là hoạt chất là Neritoxin 95kp. Này là chỉ này là sâu bà con ơi. Đây là đặc trị sâu đục thân, sâu cuốn lá, bùa lạch, bùa chỉ luôn ha. Thì thấy đất hai vụ bà con mình thường là phòng sâu sâu cuốn lá, sâu đục thân á, tại vì sâu đục thân là đất hai vụ là thường xảy ra.
đó, đất hai vụ là thường bị sâu thân hang, mà con mình chú ý phun xịt ngừa hang để nó đục lên, ví dụ 30 ngày là đục thân cái là như bị mũi hành vậy đó, đục cái là quéo lọt á. Này gói 100g Vitaco. Đây hướng dẫn sử dụng này, lúa sau cuốn lá sau đục thân. Pha 0,6 đến 8 gram thuốc luôn. Này 10 đến 14 gram bình 10 lít nước. 5 bộ thì 10 lít thì 15 15 30 là 20 lít. 100 gram. 100 gram này gian này 4 bình. 30 60. Vậy là gói này 3 bình rồi con. Gói này mà con có thể xịt 3 bình hoặc 2 bình 25 lít. Ha. Cho nó đậm. Tại vì nếu pha là một cho 15 gram bình 10 lít đi, 15 15 30. Đó. 30 gram bình 20 lít. Thì này tính ra là gói này được 3 bình rồi con ơi. Đó. Mình với anh kèm vô thằng này là Manco. Manco 95 này không lẽ quy phẩm à? Thấy không phải. Manco M95 này là Andro áo giáp kẽm. Này là phân bón quy lượng, à phân bón quy lượng nè. Đây là xanh cây mát trái. Hết ngay hoàng lá, chín sớm trên lúa. Đây là chị hoàng lá chín sớm luôn, cũng như nó xanh cây là thể tích chai này 500ml. Có số điện thoại tư vấn luôn. Đây đây nó có thành phần đăng ký nè, thành phần đăng ký của bảo vệ thực vật nè. Giúp tên là đồng cảm gì không biết luôn, tùm lum hết trơn, tỷ lệ. Áo giáp kẽm bảo vệ cây trồng kháng lại khuẩn và nấm bệnh, tăng tỷ lệ đầu trái, bảo vệ trái non và tạo sắc tố tự nhiên giúp trái sáng đẹp cho trái trong giai đoạn thu hoạch, nó hạn chế nổi mụn đầu trái trên xài và bảo vệ ngăn chặn lem lép hạt trên lúa. Đây là có nghĩa là nó ngăn chặn lem lép hạt luôn đó bà con ơi. Đây đây nó để nè, phục hồi sau khi thu hoạch, giúp lá xanh chống hoàng lá, sử dụng 50 lít cho bình 25 lít. Đây là thời kỳ mang trái là dưỡng trái, sử dụng 1 lít. Đây là cái thời kỳ nào ta, lúa đâu tiêu à. Đây ở dưới nè, ở dưới nó để nắng quá, để quay qua đây cho nó bít nắng lại bà con ơi, nắng nó chá. Đây đó có cây lương thực nè, ngắn ngày nè, lúa nè. Đó, lúa dưa hấu dưa leo cầu hơi gì tùm lum nha đó. Thật thì cái con nào phục hồi cây dược, phục hồi cây là dưỡng lá nè, mướt cây nè, xanh lá là sử dụng 50 lít cho bình 25 lít ha. Thời kỳ dưỡng chắc cái này là chắc anh sử dụng 50 con bình 25 lít, tại vì thời kỳ này cũng như dưỡng cây thôi cho nó nhẹ phân đó, nửa bóng phân đồng luôn. Ở đây là có để nè, đặc biệt trên cây lúa nè, giúp kháng hoàng lá do thời tiết này, nó là có nghĩa là bà con xịt này có thời tiết lạnh đâu á, tiết lạnh hoặc nắng nóng á, sáng ví dụ đêm lạnh sáng nóng thì nó ưa bị hoàng lá nha bà con, nó những ngặt gì đó, sáng lạnh cũng như thời tiết thay đổi thất thường thì nó ưa bị hoàng lá, nên đây là xịt này thì thấy nó trị này cũng ok nè, nó giúp kháng hoàng lá do thời tiết bất lợi nè, nấm bệnh xảy ra ở giai đoạn làm đồng, nó nuôi hạt, dưỡng lá đồng, xanh lá, bóng hạt, bảo vệ lá đồng, hạn chế lem lép hạt, sử dụng 50ml cho bình 25 lít, chai bình 50, chục bình 500, hiện chai này chục bình bà con ơi. Đây của Manco, cái hiệu Manco là thường giống như Manco Z vậy bà con, là nó xanh đó, xanh cây xanh lá đó. Rồi chia sẻ cho bà con nha.